quỳ xuống đó. Bạch tiên khách, biết rồi mà còn hỏi hoài. Cô không biết nơi này à? Đây là âm hồn miếu. Kìa, làm gì mà cô ôm tôi cứng nhắc vậy? Có thấy gì đâu? Có ma quỷ gì đâu nè? Cậu ơi, thiên hạ đồn vậy thôi, chưa có ai thấy một lần nào. Giang hồ nè, đừng có nhát, đừng có sợ khóc đâu. Sao? Trời ơi, cô nhát quá à. Đây kìa, sao cô giật khăn và sao cô nhìn tôi sững sờ như thế? Cảm ơn cô, cũng đỡ đỡ thôi. Thưa tiểu thơ, nãy giờ chúng ta đã làm khuây lãng nỗi buồn trong đêm lạnh. Rồi rạng sáng ngày mai mỗi kẻ một con đường.
dâu sao lại để sầu cho người chung rồi mấy đây ngoài ngàn dặm biên cương người quan khách ra đi có quay đầu nhìn lại bên sông mặt sóng buồn mờ nhuộm bóng mây xa tiểu thơ tôi và nàng mới vừa hạnh ngộ bóng chia lìa bèo nước rẽ đôi phương nàng phải giữ tròn bổn phận làm con ngồi ghé một con đường đành chia tay dình chưa hoàng nắng hồn xưa gặp nhau như một giấc mơ đêm nào niềm như hai người trong cuộc sắp chia tay tiểu thơ, xin cảm ơn tiểu thơ đã có lòng hòa tưởng. Tiểu thơ cứ nói. Tôi tên là Đồng Quế Phương, Đoàn Thúy Nguyên, Nguyên Mùi. Chưa tròn hạnh ngộ đã ly tan, thuyền giã kiều xa mấy dặm ngàn. Vì khách anh hùng đời thường khó tạo cùng, nhưng tình ta dẫu mai lìa xa ta nguyện luôn thủy chung
cội nguồn không quên ơn chính dường, tình yêu và hận thù phải được phân minh. Mộng mì quê muội ơi, ta đâu phải là kẻ hung ăn tàn bạo, giúp cho đời với tất cả tâm chân tình. Ta đối với muội ta không bao giờ quên được, nhưng hận thù xưa ta quyết chẳng phai nhòa. Cảm thương tâm tình người con gái, ánh mắt rưng rưng ngàn đời ta nhớ mãi, hương tóc lung linh thoáng chuyện ban đầu. Tạm biệt nguyên bụi